năm 2018 mục tiêu xuất khẩu lâm sản cả nước đặt ra là 9 tỷ đô la Mỹ mục tiêu này được các doanh nghiệp nhận định là tương đối khả thi tại Hà Nội Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam phối hợp với tổ chức Forest Trend, Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định Hội gỗ mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo bức tranh xuất nhập khẩu ngành gỗ năm 2017 thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững Tại hội thảo các đại biểu cho rằng ngành chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam vẫn trên đà tăng trưởng, tăng trưởng thể hiện cả trên khía cạnh mở rộng xuất khẩu và đi vào chiều sâu với các tỉ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng ngày càng cao. Con số 9 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu lâm sản năm 2018 là khả thi. Tuy nhiên thời gian tới ngành chế biến xuất khẩu gỗ sẽ đối mặt với một số khó khăn do các thay đổi tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là bốn thị trường quan trọng nhất của Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vì vậy để ngành chế biến xuất khẩu gỗ phát triển một cách bền vững trong tương lai cần có những giải pháp hợp lý trong việc cân đối cung cầu nguyên liệu từ nguồn nhập khẩu khai thác trong nước và xuất khẩu giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu